chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ với sự tham chiến trực tiếp của hàng vạn binh sĩ cùng với hàng triệu người quân lực tập hợp gây bao tổn thất tàn bạo tại miền Nam Việt Nam. Chiến lược chiến tranh cục bộ bất sự đánh trả mãnh liệt của quân giải phóng miền Nam. Hà Nội, trái tim của cả nước, nơi có Bác Hồ ủng hộ tham mưu của người lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa đấu tranh thống nhất nước nhà. Miền Bắc đang đẩy mạnh thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phong trào mỗi người làm việc bằng hai xây dựng miền Bắc chi viện miền Nam. Các lĩnh vực kinh tế đạt được những thành tựu to lớn. Không có gì quý hơn độc lập tự do, chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Tổng quân của miền Bắc chi viện sức người sức của cho miền Nam. Phong trào ta sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào tổ quốc cần đến. Hàng triệu thanh niên lên đường ra tiền tuyến. Càng đẩy mạnh chiến tranh, Mỹ càng thất bại nặng nề. Chiến lược chiến tranh cục bộ từng bước bị phá sản. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, để cứu vãn tình thế, Mỹ gây ra sự kiện vịnh Bắc Bộ lấy cớ ném bom miền Bắc. Và từ ngày 7 tháng 2 năm 1965, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh hồ ạt ném bom miền Bắc, leo những nấc thang cực kỳ nguy hiểm, đe dọa cả hòa bình và an ninh thế giới. Miền Bắc là hậu phương lớn, vừa xây dựng, vừa trực tiếp chiến đấu, vừa chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Tại đây, chính những phi công Mỹ đặt tên một cách chua chát là khách sạn Hilton.